Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Bình Ly. Và hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về những giao dịch thua của mình trong tuần qua. Mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình để mình có thể giao dịch ngày càng tốt hơn. Nếu các bạn thích thì xin các bạn vui lòng share và subscribe ủng hộ kênh của mình ha. Xong, giao dịch thua thứ nhất là vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Lúc mã cổ phiếu là Tesla, TSLA ha. Lúc 11:22 là mình cảm thấy giá nó xuống, cho nên mình vẽ mấy cái đường support, rồi mình short sell khi mà nó break support, thì mình để short sell stop code khoảng 492, thì khi giá nó rớt xuống thì mình dính cái short sell stop code 492. Xong rồi giá nó dòng lên trở lại tới 494 là lỗ 0,5% đó, là mình stop loss, mình buy curve 494, mình lỗ 0,5%. Thì trong cái giao dịch này đó là mình thứ nhất á, là mình sai khi mình bỏ cái stop loss cái lệnh sell short ở đây. Cái thứ hai đó là mình stop loss sai. Bây giờ để sửa cái giao dịch này cho nó đúng hơn đó, thì là trường hợp thứ nhất là mình đã sai ở cái sell short ở đây rồi, thì cái stop loss đó mình không nên đặt ở cái đường support, không nên đặt ở cái đường support cao hơn, mà mình nên đặt ở cái đường resistance cao hơn là ngay đây là 495, thì mình sẽ không có dính stop loss, không có dính stop loss, mình stop loss nặng hơn mà không có dính. Giữa 492, 495 mà xuống thì mình không có đoán được cái target price là bao nhiêu. Cho nên 495, 492, cho dù là cái ideal target price của mình đạt được 489, thì cái 495, 492 là 3. 492 và 489 cũng là 3. Thì cái risk, cái tỷ số risk reward đó là nó gần 1:1 rồi, nó không có lý tưởng. Thì cái đó cái sửa trường hợp thứ nhất. Rồi cái sửa thứ hai đó là mình sửa lại là vô cái giao dịch cho nó đúng. Thì giao dịch mình vô nó đúng là sao? Là mình chỉnh sửa lại cái risk and reward. Cái tỷ lệ này cho nó cao một chút. Thì cái tỷ lệ này nó cao đó, thì mình nên để cái sell short nó ở ngay đây là 494, ngay ở dưới cái 494.5, tức là ngay ở dưới cái đường support cũ. Thì cái giá của mình đó, stop loss đó là vẫn là 495, là chỉ có 1 thôi, 1,5, mà cái target price của mình có thể xuống dòng xuống lại cái support dưới là 492. 494 tới 492 là mình được risk reward đó là chỉ có 1,52 hay là 1,5 hay là 1,2 thôi, cao hơn.
Thì dưới mình đặt ở đây á, nếu mà nó không ăn được á, không ăn được á thì bỏ. Còn nếu mà nó có trở lại, nó vòng lại mình ăn được ngay chỗ này đó, thì mình sẽ tiếp tục, và khi giá nó đi xuống, mình sẽ tiếp tục dời stop loss. Dời stop loss từ 495. 495 mình dời xuống điểm hòa vốn là 49450. 49450 khi mà giá nó xuống nữa tới đây đó thì mình vẫn để ở đây thôi. Khi giá nó dòng lên trở lại, nếu mà sợ đó thì mình bán giờ stop loss xuống một chút xíu rồi mình lợi ích. Còn nếu mà mình gan nữa đó thì khi giá nó dòng xuống trở lại, mình sẽ giờ stop loss xuống cái đỉnh kế là 491. 491 giá đi xuống đây. Lúc đi dòng trở lại tới 491 thì sẽ dính giá 491. Thì mình short ở trong trường hợp đó, mình sẽ short ở 494. Mình buy to cover ở 491. Ăn 3 đồng ha. Vì lý do kỹ thuật mà cái video thứ hai về cái giao dịch sai của mình nó bị mất tiếng, vì thành ra mình phải lồng tiếng lại. Mình chỉ nói ngắn gọn thôi nha mấy bạn. Thì cũng vào cùng ngày luôn. Rồi cái lệnh này đó nó sai, đó là tại vì mình bỏ cái risk nó quá lớn, cái reward của nó quá nhỏ. Cái risk nó gần như gấp đôi cái reward, cái đó cái sai cơ bản. Cái này là về cái sai cơ bản. Thì để chỉnh sửa đó thì mình cái bài học rút ra được đó là mình khi mà mình short sell đó thì mình nên chọn cái risk giao dịch đó, khi mình giao dịch nói chung mình chọn cái risk reward của nó thấp một chút, tức là mạo hiểm nhỏ, mạo hiểm một mà mình ăn hai ha, để mình bảo tồn được cái khoản lời của mình. Khi mình lời hai, khi mình lỗ mình chỉ lỗ một thôi. Rồi cái sửa thứ hai đó là cái sửa lệnh này đó, lúc mà mình thoát ra được đó là mình đặt cái stop loss. Cái stop loss đó mình đặt stop loss ở cái đỉnh cũ. Cái đỉnh cũ rồi khi mà giá nó xuống đó mình dời cái stop loss nó xuống từ 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 mấy cái đỉnh màu cam đó. Thành ra cái giá mình dính stop loss đó nó cũng thấp một chút, không có đến nỗi quá cao. Cái lệnh cuối cùng sai trong cái tuần vừa qua của mình đó là một cái lệnh dính stop loss, mà cái lệnh này đó là nó mình short sell ở trong cái vùng tranh chấp. Mình quá tham, mình short sell ở trong cái vùng tranh chấp này. Mình nên đợi cái giá khi mà nó ra khỏi cái vùng tranh chấp, nó xuống nữa đó thì mình nên short cái giá đó, thì cái giá nó sẽ xuống mạnh. Rồi nhưng mà cái stop loss của mình đó là nó cũng đúng là nó ở ngay chỗ cái đỉnh cũ. Nếu mà mình không stop loss chỗ đó thì mình không biết được cái giá nó đi lên luôn hay là nó sẽ quành trở lại ra, cái đó mình không biết được. Chẳng thà mình lỗ nhỏ còn hơn là lỗ lớn. Thành ra mình stop loss ở cái điểm đỉnh cũ khi mà cái giá nó không phá đáy được.